2019, năm của đột phá và thành công, năm của cơ hội và thách thức, năm của kiên định và vững bước. 2019, một năm nhìn lại. Năm 2019 bắt đầu với màn chào sân khấu ấn tượng của Flamingo Nightwish, sôi động từng khoảnh khắc, rực rỡ giữa miền xanh. Trong tháng 3 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác và lễ giới thiệu dự án tại Flamingo Đại Lải Resort. Đầu tháng 4 năm 2019, Flamingo Nightwish ra mắt khách hàng tại Hà Nội với lễ giới thiệu dự án đầy màu sắc trong không gian khách sạn 5 sao Melia. Tháng 5, chúc mừng thành công của bản giao hưởng đến từ đại dương Flamingo Cát Bà Bít Resort với 3 giải thưởng quốc tế danh giá IPA 2019. Nửa cuối năm 2019 là sự bùng nổ của hàng loạt dự án đầy ấn tượng. Trong tháng 6, lễ ký kết hợp tác phân phối dự án The Legend Villas đã diễn ra, mở đầu cho màn ra mắt công phu tại hội trường Symphony. Cũng trong tháng 7 này đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phân phối. Và sau đó là lễ giới thiệu dự án The Legend tại Flamingo Đại Lải Resort. Để rồi tháng 8 chứng kiến sự bùng nổ rực rỡ với lễ giới thiệu dự án The Legend Viên Kim Cương Trong Trái Tim Huyền Thoại tại khách sạn 5 sao Marriott Hà Nội. Công phu, hoành tráng, khác biệt, The Legend đã tạo nên tiếng vang ấn tượng trên thị trường bất động sản. Cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2019, Flamingo Cát Bà Beach Resort hoàn thành cuộc chạy đua nước rút, thực hiện đúng cam kết tiến độ với khách hàng với lễ cất nóc tòa Forest on the Sea. Dự kiến quý 2 năm 2020, Flamingo Cát Bà Beach Resort sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tháng 9 cũng đánh dấu một bước phát triển mới của Flamingo Holding Group khi khai trương chi nhánh Thanh Hóa, là tiền đề để mở rộng những dự án bất động sản tại vùng đất tiềm năng này. Cuối năm 2019, chứng kiến một sự kiện bùng nổ, lễ bốc thăm trúng thưởng dự án Flamingo Nightwish với giải thưởng lớn nhất là xe Mercedes-Benz C200 trị giá hàng tỷ đồng. Trong thời tiết se lạnh của Đại Lải, các khách hàng được trải nghiệm không gian tuyệt vời của Grand Mansion Villa trong lễ giới thiệu biệt thự Luxury Sky Lake Villa, tình yêu giữa chốn thiên đường. Tất cả đã tạo nên một năm 2019 vô cùng đáng nhớ và đáng tự hào. Năm 2020 cùng đón chờ những thành công mới,